vừa học qua những nguyên âm trong tiếng Anh và bây giờ sẽ là phụ âm. Chúng ta có 20 nguyên âm, trong đó có 12 nguyên âm đơn và 8 nguyên âm đôi. Và trong phụ âm chúng ta có 24 phụ âm. Nếu như tất cả những nguyên âm trong tiếng Anh đều là voiced sound, đều là những âm rung, thì trong phụ âm thì lại nó lại có những âm rung và những âm không rung. Những âm rung thì chúng ta gọi là voiced, còn những âm không rung được gọi là unvoiced. Chúng ta sẽ đi theo cặp và các bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại đi theo cặp như vậy. Đối với hai âm này, đố các bạn là các bạn thấy miệng chúng ta có điểm gì giống nhau? Có phải là chúng ta đều bậm môi, dùng hai cái môi của mình không? Trong tiếng Anh có sử dụng môi để phát ra âm đúng. Tuy nhiên đối với âm này là âm cổ chúng ta không rung và hơi chúng ta bật ra ngoài. Các bạn không nói bờ bờ. Cái nào rung thì cho rung, cái nào không rung là không rung. Cổ không rung, cổ chuyển động khác với cổ rung. Cái này cổ chúng ta chuyển động. Chúng ta dường như có một cái da chạm ở đây khi chúng ta bật hơi ra ngoài thôi. Tuy nhiên chúng ta cái dây ở đây nó không có rung. Các bạn không bật thành tiếng nha. Hai môi bậm lại, bật hơi ra, cổ không rung. Hai môi bậm lại, không bật hơi ra nhưng cổ lại rung. Nói giống như chữ bờ của tiếng Việt. Bờ, bờ. Tôi có dấu sao ở đây, mục đích là để đánh dấu cho các bạn dễ nhớ. Đây là âm rung. Bờ, gờ cái cổ rồi. Bờ, 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 rung. Hai âm này giống nhau ở chỗ là chúng ta dùng môi để bật ra âm thanh. Âm này không rung, bật hơi ra. Âm này rung, chúng ta không bật hơi ra. B. B. Cả hai đều bậm môi, bật hơi. Không bật hơi, b. Cổ rung. B. Quá dễ đúng không các bạn? Rồi, đối với hai âm này, đối với các bạn, chúng ta cảm thấy có cái gì điểm chung? Có phải là các bạn thấy cái lưỡi các bạn giống, có cái điểm chung đúng không? Cái lưỡi chúng ta D. Các bạn thấy cái lưỡi chúng ta chung đúng không? Đối với âm này, cái lưỡi chúng ta, cả hai âm này, cái lưỡi chúng ta đều là nó nằm ở phía sau cái hàm răng trên. Đối với âm này, cổ không rung, chúng ta bật ra hơi ra ngoài, chúng ta khạc hơi ra ngoài hết. Chữ th, chữ t. Các bạn hoàn toàn thấy cổ chúng ta không có rung gì hết. Cổ chúng ta chỉ là nó có cái chuyển động do chúng ta làm cho cái bộ phận ở trên này nó di chuyển thôi. Chứ cổ chúng ta không rung, rất là mượt ha. Khác với âm này, âm d là âm rung, lưỡi y nguyên như vậy nhưng mà nói chữ d giống như chữ d của tiếng Việt vậy đó, cổ rung. D, 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 thấy không? Hai lưỡi giống nhau, cái này không rung bật ra âm tờ, cái này rung bật ra âm đờ. D, 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 d. Đối với hai âm này, đối với các bạn có điểm nào giống nhau? Hai âm này điểm giống nhau đó là chúng ta dùng răng trên và môi dưới. Tuy nhiên âm này chúng ta nói giống như âm phờ của tiếng Việt phở. Cổ chúng ta không rung và chúng ta thổi hơi ra ngoài. Răng trên cắn môi dưới nè. Thổi ra âm phờ nè. Răng trên cắn môi dưới nha. Cổ không rung, thổi hơi ra, cổ mượt không rung. Khác với âm là âm này cũng dùng răng trên cắn môi dưới nhưng mà cổ rung, nó giống như âm V của tiếng Việt. V, 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 cổ rung, cổ không rung. Cổ rung, V, V, V. Quá dễ đúng không? Hãy nhớ giùm tôi chỗ nào rung, chỗ nào không rung nha. Vì nó sẽ liên quan đến những cái bài học sau này. Đối với hai âm này, các bạn thấy có chỗ nào rung? Có chỗ nào giống nhau?
Đối với âm này chỗ giống nhau đó là chúng ta dùng cái cổ chúng ta phát âm. Ok, đối với âm này nói như nhau, giống như âm chữ khờ của tiếng Việt vậy đó. Chúng ta khạc hơi hết ra ngoài và đây là âm không rung của từ khi đấy mà chìa khóa đó. Chúng ta khạc hơi hết ra ngoài và cổ chúng ta không rung. Đối với âm này nó giống như âm G của tiếng Việt. Ok, và nó nghe giống như âm này. Tuy nhiên cái âm này, cái bật hơi chúng ta không có khạc nhiều như thằng này. Và thằng này thì chúng ta, cổ chúng ta rung, nó giống âm G của tiếng Việt à. Và chúng ta, cổ chúng ta rung G, 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 G. Tuy nhiên chúng ta không có nói G, G, G mạnh quá, mà chúng ta nói G, G. Okay. Ví dụ như con chó mình nói là dog. Đó là âm này đó, chứ không phải âm này đâu. Nếu tôi nói dog thì là chữ K, nhưng mà tôi nói dog, chữ G, 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 G. Mình không nghe ra chữ G, mà cái chữ G nó bị nuốt ở trong đây, chúng ta không nghe ra âm thanh. Tuy nhiên thì chúng ta nghe được cái âm của cái từ này phát ra. G, 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 G. Tôi đang nói chữ G đó. G, G, dark, duck. Khác nhau, con vịt nè, duck, khác hơi ra. Con chó nè, dark, dark. Nó cũng nghe là, nó cũng nghe chỗ này nữa, nhưng mà nó nghe là G, G, G. Không nghe ra R mà nó bị dính ở đây luôn nè. Dark, g g g g g g g đó. Duck, khạc hơi ra nè, các bạn thấy khác nhau đúng không nè. Mặc dù hai âm này giống nhau, nghe có vẻ giống nhau, nhưng một âm là cổ không rung khạc hơi nhiều ra ngoài, một âm là cổ rung có khạc hơi ra, giống giống như thằng này. Tuy nhiên là chúng ta nghe nó không có xì hơi ra nhiều. Ok, bag. Ok, nếu các bạn phát như vậy các bạn thấy hơi khó thì các bạn cứ đọc cái âm này giống như âm G bình thường của mình. Bag, bag, dog. Ok, thì vẫn đúng luôn. Đối với hai âm này các bạn thấy có chữ gì dùng giống nhau, đều là âm xì hơi hết. Âm này nói ra giống như âm sờ chiếc xe của tiếng Việt, hơi xì ra ngoài hết, cổ không rung và không có bị nén ở bất cứ vị trí nào của miệng chúng ta khi phát hết. Âm này tương tự như vậy, tuy nhiên thì cái lưỡi chúng ta bị hai hàm răng chúng ta chặn lại thì nó sẽ tạo ra âm thanh làm cổ chúng ta rung. Nếu các bạn phát không được âm này thì cứ tưởng tượng các bạn nói cái chữ sở thú của tiếng Anh coi, zoo. Ok, để nói được chữ zoo thì đương nhiên các bạn phải nói được chữ z đầu tiên, các bạn mới ra chữ zoo được đúng không? Thì nó đó, chuẩn bị ra chữ zoo là nó. Ok, so vị trí đặt cái lưỡi, răng giống nhau, tuy nhiên cái thằng này nó bị hai răng nén lại cái lưỡi. Cái này là âm đi ra ngoài hết luôn, không rung, rung. Được chưa các bạn? Cũng đơn giản đúng không? Ok, đối với hai cái âm này các bạn nhìn nó có hơi vẻ khó, nhưng thực sự nó không có khó. Đối với âm này giống như cái hình chữ S, bản đồ Việt Nam chữ S đúng không? Khi phát âm này các bạn phát giống như âm sờ chim sẻ của tiếng Việt chính thống. Chim sẻ chiếc xe thì cái này nói giống như chim sẻ. Ok, giống như ngày xưa mình học cô giáo dạy là chim sẻ chiếc xe, thì cái này cong lưỡi lên, cổ không rung. Cong lưỡi lên nha. Muốn phát được âm này giữ nguyên cái lưỡi, tại vì hai cái âm này có cùng một vị trí là cùng cái lưỡi để đặt giống nhau, cong lưỡi lên. Muốn phát ra âm này thì giữ nguyên cái lưỡi của âm này rồi nói bật ra âm thanh R. Ok, làm lại nha, cong lưỡi lên, giữ nguyên cái lưỡi, bật R nha, R thì ra âm này, các bạn nhớ nha. Và muốn nhớ được cái âm này thì các bạn cứ nhớ cái âm thanh, chứ các bạn đừng có nhớ cái lưỡi. Tại vì khi mà các bạn nhớ cái lưỡi thì nhiều khi mình bị lúng túng, các bạn hãy nhớ âm thanh. Tại vì khi các bạn
Nhớ cái âm thanh thì khi các bạn nói sai thì các bạn sẽ biết là mình nói chưa đúng. Còn khi mà các bạn chỉ không để ý âm thanh mà các bạn cứ nói thì nhiều khi mình nói đúng nói sai mình không nhớ, mình nói đúng hay nói sai. Mà một khi các bạn nhớ cái âm thanh đúng của cái từ đó thì tự động tôi nói r, thì tự động tôi nghe à tôi nói đúng cái từ đó ha. Các bạn nhớ cái âm thanh của cái từ đó một khi các bạn nói đúng. Cong cái lưỡi lên giống như chữ s của chim sẻ nè. Cổ rung bật âm thanh nè. R. R. Lưỡi giữ nguyên. R. R. Được chưa các bạn? Chúng ta không có đọc là chúng ta không có đọc là r, mà khi hai âm này nó đứng với nhau thì nó tạo thành một cái âm khác rồi. Và hai cái âm này, nguyên tắc chung của hai âm này là phát giống như âm chờ CH của tiếng Việt mình. Chờ CH á. Mà tuy nhiên hai âm này thì trong tiếng Anh mình phát theo giọng Bắc của miền Bắc nhiều hơn. Ví dụ như chờ người nơi ấy, chờ, chờ, chờ. Ok? Nên các bạn sẽ thấy đối với cái âm này, hai âm này phát giống nhau. Tuy nhiên âm này là âm không rung và âm này là âm rung. Âm này âm không rung mình phát ra, mình phun cái hơi ra nhiều hơn, cổ chúng ta mượt, không rung ha. Ch, giống như chữ chờ á. Ch, ch, các bạn thấy cái hơi phun ra nhiều hơn. Ch, ch, giống như bãi biển nè. Beach, teach, rich, cũng chữ chờ nữa. Tuy nhiên cái hơi chúng ta phun ra không có nhiều bởi vì nó đã bị bật hơi chỗ này rồi. Tại vì cái cổ chúng ta rung, cái cổ chúng ta bật cái âm thanh lên chỗ này nó nằm như cái hơi đó. Nó bị giảm lại, nó bị nút vô đây rồi. Các bạn thấy nè. Ch, ch. Cái âm này nói y hệt như âm này, có điều cổ rung thì ra âm này. Ch, 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 ch. So đối với cái từ này các bạn sẽ thấy nó khác ở chỗ là ví dụ như tôi nói trái cam. Orange, orange. Các bạn cũng nghe cái chờ đúng không, nhưng mà nó nhẹ, với lại nó nghe ở chỗ này. Orange, trái cam. Orange, ngôi làng. Village, 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 hơi nó phun ra ít hơn mà cái cổ chúng ta rung nè. Cổ không rung nè. Nếu mà các bạn chưa có làm quen thì các bạn cứ bật âm thanh trước. Còn khi mà quen rồi bắt đầu dặn nhỏ âm thanh xuống tối đa nhưng mà cổ vẫn rung. Và đương nhiên khi mà cái cổ các bạn rung thì các bạn không thể nào mà phun hơi ra nhiều như anh này hết. Cổ không rung nè. Cổ rung nè. Orange, village. So, nếu như hai cái âm này nó đứng cuối cái từ trong tiếng Anh thì mình dễ phân biệt rồi. Ví dụ như tôi nói là chữ dạy học nè, teach, bãi biển nè, beach, nó đứng cuối câu không kìa. Orange, orange. Và nếu như hai cái này nó đứng đầu thì sao? Đối với anh này đứng đầu cái chữ trong tiếng Anh thì mình chỉ cần mình bật hơi ra mạnh hơn thôi thì mình sẽ thấy được là mình phát được. Ví dụ từ này là cái lưỡi mình, cái đầu lưỡi mình nói cái chữ ch nhẹ lắm. Ví dụ như chữ nhà thờ nè. Church, church, church. Nhưng mà cái chữ này mình nói cái từ mà đánh giá nè. Mình nói cái gốc mà. Church, church, church. Chúng ta cảm thấy cái hơi chúng ta bị đẩy lên mạnh lên. Tại vì nó bắt đầu từ cái ch, ch. Tóm lại thì ở đây các bạn cũng đừng có bối rối nhiều quá. Hai âm này phát nó giống như âm chờ TH của tiếng Việt. Âm này phun hơi ra nhiều hơn, cổ chúng ta không mượt, không có rung ha. Âm này phun hơi ra ít hơn, cổ chúng ta có một cái sự rung ở đây giống như chúng ta nói chữ ch, ch. Dặn âm thanh nhỏ xuống không nghe cái âm thanh nữa mà nghe. Này tôi cho nó đứng chung với nhau tại vì nó đều là âm mũi. Và âm này chúng ta nói giống âm m tiếng Việt vậy đó. Nó hơi có âm mũi trên đây ha. Âm này nói giống âm n tiếng Việt, cổ rung năm mũi. Các bạn nghe âm mũi không? Giống như âm ng của tiếng Việt, âm mũi.
Âm này cổ không rung nói giống như âm hờ của tiếng Việt. Âm này cổ rung nói giống như âm L của tiếng Việt. Right. Là lan á. Lưỡi đưa lên ha. L giống như âm L của tiếng Việt á. Lưỡi để phía sau hàm răng trên. L giống như chuẩn bị nói L vậy đó. L. Đối với âm này nói giống như âm W của tiếng Việt, cổ rung W. Đối với âm này nói y hệt giống như âm R của tiếng Việt, cong lưỡi lên. R giống như là ra vào vậy đó. R. Phải chu cái mỏ vô rồi thả ra thì mới ra cái nói R ha. R chữ R á, ra vào á. R. Còn cái này giống không phải nói chữ J nha các bạn. Cổ rung. Dạ. Ok. Này trong tiếng Anh là hai âm có thể nói là khó phát đối với người Việt chúng ta, tại vì nó không có tồn tại trong tiếng Việt. Đối với hai âm này nó có một cái điểm chung, đó là chúng ta đều đưa lưỡi ra ngoài hết. Nên nếu như trong lúc luyện tập thì các bạn cứ đưa lưỡi ra dài nhiều đi cho nó không tự nhiên cũng được nữa. Thì từ từ khi mà mình nói tự nhiên thì cái lưỡi chúng ta nó thụt vô từ từ, là các bạn thấy là nó vừa rồi. Đối với âm này chúng ta đưa lưỡi ra ngoài, cái chấn cắt ngang nè, đưa lưỡi ra ngoài và phát giống như âm thờ của tiếng Việt. Tuy nhiên chúng ta đưa lưỡi ra ngoài và cái cổ chúng ta không rung. Mình nhớ là đưa lưỡi ra rồi mới phát, chứ không phải phát rồi đưa lưỡi ra. Đưa lưỡi ra nè, nói thờ nè, thổi ra, thổi hơi ra nha, đưa lưỡi ra. Nói thờ nè, thổi ra nha, cái cổ không có rung. Thờ á, thank you á. Đối với chữ này cũng đưa cái lưỡi ra nữa, tuy nhiên cổ chúng ta rung nói giống như âm đờ của tiếng Việt. Đưa lưỡi ra, nói vờ có tiếng Việt nè. Vờ. Không rung. Cái lưỡi vẫn giữ nguyên lúc đó chúng ta thổi. Z. Phát giống như âm thờ ha. Z. Thank you. Father. Thank you. Father.